đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. 2022, những ngày này đối với chúng ta có rất nhiều ý nghĩa. Sau những năm chúng ta, cả nước ta, cả thế giới gặp được dịch Covid, anh em chúng ta ít có gì gặp mặt, có những anh em chỉ gặp nhau được trong gia đình thôi. Chính vì vậy mà hôm nay là những ngày tôi thấy là rất là thiêng liêng, chúng ta có mặt ở đây gặp nhau để ôn lại những năm tháng anh em chúng mình đã cùng nhau đi bộ đội, luyện tập trên thao trường, vào chiến trường, góp phần vào cuộc kháng chiến chống Mỹ của toàn dân tộc ta để tiến tới hoàn toàn giải phóng Việt Nam và thống nhất Tổ quốc. Các đóng góp của anh em bằng xương, bằng máu, bằng mồ hôi, nước mắt đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc kháng chiến này. Những buổi gặp mặt này tôi thấy rằng nó rất là thiêng liêng. Thế mà chúng tôi thấy rằng những buổi gặp mặt như thế này, chúng ta ngồi đây với nhau là những kỷ niệm hạnh phúc nhất. Để chuẩn bị cho chương trình gặp mặt tổng bí hôm nay, tôi xin mời anh Thanh phụ trách đội văn nghệ lên để có một chương trình có cùng của anh em. Xin kính mời anh. Anh em, hôm nay chúng ta đang kỷ niệm 51 năm ngày Nhập ngũ, thì để cho chương trình nó những cái giới thiệu chương trình anh đã giới thiệu rồi. Thì chúng tôi chỉ xin cứ lời chào với anh em và một bài hát là nội dung là bài Gặp Gỡ Đồng Đội. Thì tôi với bạn Lùi tôi sẽ trình bày với các bạn một bài thay lời chào cho từng tất cả các bạn. Thank you.
muốn thấy. Lời kính chúc sức khỏe các đồng chí.
đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Chúc ngày gặp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để kỷ niệm 51 năm ngày nhập ngũ, 28 tháng 12 năm 1971, 28 tháng 12 năm 2020. Nhớ những ngày, nhớ lại những ngày ấy, chúng ta và những thanh niên người con của quê hương tất cả chung dũng quyết thắng, nghe theo tinh thần của Tổ quốc để rồi tạm xa quê mẹ yêu thương, ra đi nhập ngũ lên đường chính trị, tạm xa vợ đẹp người tình, hẹn ngày thống nhất hiển vinh anh về. Mặt trận Quảng Trị với 81 ngày đêm chiến đấu gian khổ vất vả, với những hy sinh mất mát của đồng đội, những địa danh quen thuộc, đồi cháy như Lệ, Kích Đường, La Mang, sông Thạch Hãn và thành cổ Quảng Trị đã trở thành những kỷ niệm mà mãi mãi không phai mờ trong ký ức của chúng ta. Trở về đời thường, chúng ta lại là những cựu chiến binh của tiểu đoàn 556 E36F58 sư đoàn quân tiên phong. Chúng ta vẫn phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, động viên nhau trong cuộc sống. Niềm vui thì đến nơi, nỗi buồn thì chia sẻ, cùng nhau đoàn kết xây dựng hội vững mạnh. Hai là công tác nghĩa tình và thực hiện quy chế thăm hỏi. Trải qua gần 40 năm thành lập hội, các quy định và quy chế đã được toàn thể hội viên nhất trí và đồng tình. Ban liên lạc hội đã thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch. Công tác quý của hội là một sợi dây xuyên suốt trong quá trình hoạt động của hội, nó gắn kết hội viên với hội viên cùng nhau xây dựng hội phát triển đi lên. Về công tác thăm hỏi trong năm 2022, tháng 4 làm việc thăm đầu hội viên, nếu hội viên qua đời 2 hội viên, nếu tu thân phục mẫu qua đời 4 gia đình hội viên. Phương hướng hoạt động của hội năm 2023, một là giữ vững tinh thần đoàn kết, động viên nhau trong cuộc sống, phát triển hội ngày càng vững mạnh. Hai là thực hiện tốt các quy chế thăm hỏi của hội viên, ốm nằm viện và hội viên qua đời có tuổi cao sức yếu. Thứ ba là mở rộng các buổi tiếp xúc gặp mặt vào các ngày lễ lớn trong năm như ngày 30/4, ngày giải phóng Sài Gòn, ngày 28/8, ngày thành lập sư đoàn. Và tất cả các kinh phí bỏ vào những ngày này là do hội viên chúng ta tự nguyện đóng góp. Bốn là hội sẵn sàng tiếp đón các hội viên muốn quay lại sinh hoạt hội bằng tinh thần tự giác, tự nguyện, tham gia đầy đủ các quy chế của hội. Kính thưa toàn thể các đồng chí, cứ hết cuối năm vào ngày 28/12 chúng ta lại gặp nhau, cái ngày không hẹn mà gặp, không chờ mà lên, để rồi cứ đến cuối năm lại gặp nhau, tay bắt mặt mừng người trước sau, tâm sự cho nhau chuyện cũ mới, cười rơi nước mắt của Việt Nam. Cuối cùng một lần nữa, tôi xin kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc ngày gặp mặt kỷ niệm ngày nhập ngũ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chào, cảm ơn. Xin chúc các anh em trong một cái thành năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang. Bây giờ cũng rất thêm ban liên lạc rất cảm ơn anh em, nhất là những cái đồng chí ở rất xa, ví dụ đồng chí Doanh trên kia thì kịp về để sinh hoạt với anh em, anh Thọ hồ sơ của các nhà Việt Nam, tất cả anh em đồng thành đi công việc rất nhiều, nhưng mà cũng đến đây kịp để chung vui chúng ta. Đấy là chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh. Đầu tiên thì tôi cũng xin được chia sẻ với cái này, tôi thì cũng lắng nghe anh em ở hội cựu chiến binh chúng ta bây giờ một ý kiến là lên tổ chức tất cả các là thành viên của tổ chức quan của phương đã sinh hoạt đến những tập thể vui của ban trong ban liên lạc bây giờ chỉ thấy báo cáo rất khó khăn cho ban liên lạc, cũng nhiều luồng suy nghĩ trước khi thông qua cũng là cái theo cả rồi ông ấy là tài trợ cũng như là tất cả khi để cả nhà ta liên kết bây giờ sẽ có công việc gì cần tài trợ cũng rất nhiều ông siêu quan do đó anh em ta cũng đi hôm nay ở cuộc sống là một là do chúng ta chúc mừng những cái quan covid vô cùng đường xá xa xôi rồi anh em già đi rồi, già rất nhiều để đi lại rất là mệt, nhưng mà tôi thấy nó không mong là không phải là quá là khổ lấy đây là già rất là nhiều đi thế là đấy nói các chia sẻ khó khăn cho ban liên lạc của chính, tôi cùng bọc nhau, người có người không thì cứ sớm xem, thành trăm đến
khác, chúng ta mời mình sẽ tham gia với đội tuyển Việt Nam. Cái nào không thì tất nhiên là anh em mình ngồi đã hiểu quân quy tinh chẳng khi ra cứ đông người mà cũng không chẳng gì đó, chẳng làm phức cao với do đó là ngày hôm nay tất cả những người đây tôi thay mặt là phải đánh giá rất cao, chúng ta phải bỏ đi những cái ví dụ như là cái thân phận của không phải một cá nhân mà nói chuyện trường như thế này khác hoàn lý là chúng ta sẽ bị tiêu cực quá, chúng ta mình cũng thay lời của chúng ta cũng chỉ vì họ cái gì họ làm cũng chẳng báo chúng ta cũng chẳng gì cả, có những cái thứ mà chúng ta cũng chẳng nhận được không thắng mà thủ đức rất khó, thủ đức ở đây anh em hiểu đúng nghĩa, luôn luôn mạnh khỏe, luôn mạnh khỏe là xin cảm ơn anh. Còn em chỉ dõi một mình anh thôi.